quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 17 tháng 6 năm 2020 do công ty chứng khoán Zonta Việt Nam thực hiện. Chủ đề hôm ngày hôm nay, áp lực điều chỉnh vẫn còn cao, cổ phiếu khuyến nghị LIX. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Lượng tồn kho dầu của Mỹ tiếp tục tăng trong 2 tuần thứ hai liên tiếp. Theo dữ liệu của API, mặc dù lượng tồn kho dầu tăng, nhưng mức tăng thấp hơn so với tuần trước đó. Đồng thời, các số liệu vĩ mô khả quan của Mỹ là yếu tố tác động lên đà hồi phục của giá dầu Brent trong phiên 16 tháng 6 năm 2020. Giá dầu Brent tăng hơn 2% và vượt mức 40 đô trên một thùng. Đồng thời, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì ở mức giảm. Phố Wall có phiên tăng thứ 3 liên tiếp, doanh số bán lẻ hồi phục 17.7% trong tháng 5, tốt hơn kỳ vọng 7.7% và tiến độ tìm ra thuốc điều trị khá quan hơn. Chỉ số Dow Jones tăng về sát đường trung bình 200 ngày, tuy nhiên xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức giảm, cho nên chúng tôi đánh giá đây vẫn chỉ là nhịp hồi phục ngắn hạn và có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Dưới đây là bảng diễn biến các quỹ ETF. Diễn biến thị trường Việt Nam. Khối ngoại tiếp tục mua ròng hơn 100 tỷ, trong đó cổ phiếu bất động sản, xây dựng và vật liệu, kim loại được khối ngoại mua ròng. Ở chiều bán ròng, nhóm ngân hàng bị bán ròng nhẹ và tập trung chủ yếu ở cổ phiếu Vietcombank, STB. Cổ phiếu ngày hôm nay, LIX. Mức top rating của LIX ở mức 95 điểm cho thấy mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này ở mức tích cực. Xu hướng ngắn hạn của cổ phiếu LIX được nâng từ mức giảm lên tăng, tuy nhiên rủi ro ngắn hạn của thị trường vẫn còn cao và độ thị giá đang đối mặt với các kháng cự mạnh trong ngắn hạn. Cho nên chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư chỉ nên xem xét mua mới nếu độ thị giá vượt mức kháng cự 61.5. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị quan sát và mua nếu giá đóng cửa vượt trên mức 61.5. Về quan điểm thị trường ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ còn xuất hiện những nhịp hồi phục và quay trở lại đà giảm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, điểm rủi ro ngắn hạn ở đây là dòng tiền tiếp tục suy yếu, cho thấy nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường. Đặc biệt, lực cầu ở mức cao vẫn còn thấp. Ngoài ra, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn bi quan với xu hướng hiện tại. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên 2 chỉ số với mức kháng cự ở mức 882.82 điểm đối với chỉ số VN Index và 120.85 điểm đối với chỉ số HNX Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục hạ thị trọng cổ phiếu và chưa nên mua ở giai đoạn này. Dưới đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!